15. Trưởng quan phát hiện ra một con dao. Trung đoàn trưởng tịch. Trưởng quan Kimura, anh điều tra được tới đây thông qua con đường nào? Trưởng quan Kimura, hắc có hắc đạo, bạch có bạch đạo. Tịch Bách lệnh tôi, tuy không phải nhân vật lớn gì, nhưng cũng có tiền có người, cho nên nhận được chút tin tình báo cũng không được coi là quá kỳ lạ, đúng không? Chết giả rồi. Dân đi. Đội trưởng đã sao chép lại y như nguyên bản gốc rồi. Rất tốt. Để hai cảnh sát chìm ở lại đây, những người khác về ban canh phòng với tôi. Rõ. Đội trưởng, bên trại thất không có động tĩnh gì, không điều tra được tên hữu hiệu gì, từ bức vẽ để lại ở dưới góc tường. Tôi biết rồi. Dừng. Đội trưởng, qua kiểm chứng con dao ngắn này khớp với vết thương trên thi thể, đã xác định nó là hung khí hành hung rồi. Như vậy chắc hẳn trại thất ban nãy là nơi ẩn náu tạm thời của hung thủ. Còn nữa đội trưởng, hôm nay Tịch Bách lệnh dẫn người tới tập kích trà thất, chắc hẳn do nhận được chỉ thị của Đông Phương Yến. Hôm nay Đông Phương Yến đến phủ của Tịch Bách lệnh, Tịch Bách lệnh lập tức dẫn người ra ngoài. Cô nói gì? La Thành, hôm nay cậu đi dọn dẹp trà thất, liệu chúng có thể tìm thấy hung khí được giấu kia không? Nhị đương gia, tôi làm việc mà anh còn không yên tâm sao? Không vấn đề gì. Ông chủ, anh nói rằng cái bẫy này Kimura Takeshi thật sự sẽ mắc lừa sao? Mong rằng có thể thành công. Đồng chí Yến Tử, tôi đã nói từ lâu rồi, Đảng Cộng sản các cô giỏi nhất diễn kịch. Ông chủ, cái đó tôi đi làm việc đây. Trong cô lừa Tịch Bách lệnh quay vòng vòng thế kia, tôi xin được bái phục. Chị Bạch Lộ, chị nói như vậy cũng khiêm tốn quá. Chị nói luận về giải quyết công việc, nhìn người, tôi không bằng một nửa chị đâu. Chút mánh khóe đó của tôi nhiều nhất cũng chỉ là rượu cơm gắp mắm thôi. Tôi đang nghĩ nếu hôm nay chị ra tay, vậy trung đoàn trưởng tịch bao hồn bảy phách cũng bị kéo đi sạch. Anh thấy đúng không Dương đại ca? Hôm nay anh xuất binh bất lợi. Đến giờ anh vẫn còn tức anh ách trong bụng này. Em nói xem, khó khăn lắm mới nhận được một chút tin tức, sao lại để Kimura Takeshi kia bắt gặp được chứ? Chạy tới mức cái chân này của anh. Chỗ này, chỗ đặc biệt đau. Ở đâu? Đây, đúng, ở đây. Bóp giúp anh với. Nào, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Không logic. Kimura Takeshi là người đa nghi, đến cấp dưới của mình hắn còn không tin, thì có thể tin ai được chứ? Thật lòng mong hắn có thể thông minh bị thông minh hại.
Dù nhìn từ góc độ nào, có một gian trà thất để ẩn náu nghi phạm ám sát Matsushima, không phải đảng Cộng sản thì cũng phải cùng phe với Đông Phương Yến. Cho nên lúc này Đông Phương Yến không thể có bất cứ lý do nào để báo địa chỉ của hắn cho Tịch Bách Lệnh, bởi vì một khi nghi phạm sa lưới thì có lợi gì cho cô ta chứ? Có lẽ giữa họ có ân oán cá nhân thì sao? Không đâu. Cô không hiểu đảng Cộng sản. Họ sẽ điều động tất cả tài nguyên, tuyệt đối sẽ không đấu đá nội bộ. Nói vậy thì Đông Phương Yến tới chỗ Tịch Bách Lệnh không phải để cáo giác mà là cầu cứu. Ông chủ Dương vừa nói tin này cho chúng ta, Đông Phương Yến lập tức liên lạc với Tịch Bách Lệnh. Không lẽ lại là trùng hợp vậy sao? Nếu Kimura Takeshi thật sự mắc bẫy, vậy thì hắn sử dụng hết sức chủ yếu vào việc nghi ngờ Tịch Bách Lệnh. Ý của đội trưởng là bình thường Tịch Bách Lệnh làm việc vô cùng lề mề, nhưng lần này hắn lại vô cùng tích cực, dẫn người tới hiện trường trước một bước. Đợi đến lúc tôi tới thì không phát hiện ra bất cứ manh mối hữu hiệu nào. Thật sự là vậy sao? Hay là có người động tay động chân trước? Giờ nghi phạm đang ở đâu? Có kẻ nào giúp hắn chạy trốn không? Ý của đội trưởng là Tịch Bách Lệnh rất có khả năng. Chỉ là như vậy thì khổ cho Tịch Bách Lệnh rồi. Cuộc sống tốt đẹp của anh ta sắp sửa kết thúc rồi. Thật lòng mong anh ta đừng trách tôi. Tôi sao hôm nay mí mắt phải của tôi cứ mái liên tục thế nhỉ? Ai đang nhắc tới tôi vậy? Anh thật sự cảm thấy Tịch Bách Lệnh đầu quân cho Cộng sản là phần tử thân cộng sao? Chỉ vậy mới có thể giải thích rõ ràng được. Đông Phương Yến nhận được tin về nơi tôi tới điều tra, nên tìm Tịch Bách Lệnh trước. Tịch Bách Lệnh mượn cớ bắt nghi phạm, nhanh chóng hành động, giúp nghi phạm chạy trốn và âm mưu che đậy tất cả manh mối và chứng cứ ở hiện trường. Nhưng chúng quên mất cái này. Em Đông Phương, kẻ hẹn này là Tịch Bách Lệnh, là trung đoàn trưởng của trung đoàn bảo vệ huyện Võ Nghĩa. Sau này em Đông Phương đây có gặp khó khăn gì ở Võ Nghĩa thì cứ tới tìm anh. Đông Phương, vừa nhìn thấy em anh đã thấy mình quen nhau từ rất lâu rồi. Uống trà. Không không, Đông Phương à, đừng. Đông Phương, em ngồi đi, ngồi xuống đi đã, ngồi đi. Em Đông Phương, nhưng em không thể tiếp tục như vậy nữa. Em quyết định rồi, ngày mai em sẽ chuyển tới căn viện mà Tịch đại ca đã tìm cho em. Thật sự là vậy, mạo hiểm lớn như thế, giấu điện hạ để thu hoạch nhiều hơn, đó mới chính là quân bài mà Tịch Bách Lệnh giấu kỹ. Nếu tóm hắn ta ra, lập công lớn, an ủi linh hồn ở trên trời của anh cô. Yoko, từ hôm nay bỏ Đông Phương Yến, toàn lực giám sát Tịch Bách Lệnh. Rõ. Đây gọi là không làm gì khuất tất, không sợ quỷ gõ cửa. Tịch tai to, chút chuyện tốt mà anh làm trong lòng anh rõ ràng. Có phải lại nhớ em Yến Tử của anh rồi không? Lại nữa rồi. Hôm nay lúc người ta ở đây, chẳng phải em cũng chị em nói chuyện thân thiết với người ta sao? Thôi đi, đấy là em giữ mặt mũi cho anh. Em sợ người làm thấy chúng ta cãi nhau. Em nói anh này, sau này anh bớt tới Dương Gia Lâu đi. Anh không sợ mất mặt, em còn sợ không biết giấu mặt mũi ở đâu đây này. Đau chết là đáng đời. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Anh, uống nữa thì nhiều quá, không được uống nữa. Em gái, hôm nay em cho anh uống đi. Trong lòng anh khó chịu. Tối hôm qua, massage mắt cho chị dâu em. Anh hơi lơ đãng một chút, hơi mạnh tay một chút, là cô ấy tát anh một cái. Em à, không phải anh kể khổ với em đâu. Đừng thấy anh cũng ra hình ra dạng trước mặt người khác,
Vừa về nhà, nhìn thấy chị dâu em là anh lại như con cún cụp đuôi thôi. Anh, đấy là chị dâu em thật lòng tốt với anh. Anh đừng cởi trong phút mà không biết đường. Thôi đi, cái tốt của chị em anh không hưởng được. Thực ra trong lòng anh biết ai tốt với anh. Nói em đi, ít nhất em còn biết báo tin cho anh, muốn anh của em có thể ngẩng đầu lên ở huyện Võ Nghĩa này. Nhưng anh trai em kém cỏi, vừa nhìn thấy cái tên Kimura Takeshi kia, anh liền chuyện đã xử lý ổn thỏa rồi. Đã nói hết sự tình cho nha hoàn kia của Ngọc Lan rồi, nhà đầu là người lắm điều. Không bao lâu nữa Ngọc Lan sẽ biết chuyện thôi. Chắc chắn cô ta sẽ tới đây để kiếm chuyện. Em làm việc thì anh yên tâm rồi. Mau lên, mau lên đi. Em à, anh nói thật lòng với em, nếu em đã nhận người anh này, cũng xưng em gọi chị với chị dâu em, anh thấy em cứ chuyển vào trong phủ đi. Giờ chúng ta đã là người một nhà rồi, để em ở ngoài một mình, anh thấy khó chịu trong lòng. Hơn nữa, để anh không còn mặt mũi đúng không? Không phải anh, cũng không thể nói như vậy được. Em à, anh biết em băn khoăn gì trong lòng. Không sao, chỉ cần em chuyển vào phủ, anh sẽ phái các anh em đi nghe ngóng. Nếu ai dám bàn tán gì, anh sẽ cho hắn biết tay, tịch tay to. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Anh muốn tôi tức chết phải không? Ngọc Lan, sao em lại tới đây? Anh đi tuần ngang qua đây nên ghé vào uống chén trà. Uống trà? Tôi nói dối mà anh cũng không biết sao? Anh uống trà tới nồng nặc mùi rượu sao? Tôi mù hay sao? Ngọc Lan, em đừng giận. Anh phải đi tuần đây. Đứng đấy, ngồi xuống. Chị dâu, chị bớt giận, ngồi xuống trước đã. Nghe em giải thích. Chuyện này em đừng giải thích. Yến tử, chuyện hôm nay không liên quan tới em. Chị tới tìm anh ta. Được, tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Anh nói đi, rốt cuộc anh giấu tôi chuyện gì? Ngọc Lan, anh có chuyện gì có thể giấu em được chứ? Anh không có chuyện gì sao? Vậy được, tôi nhắc cho anh nhớ. Anh muốn giấu bảo bối trong lòng tên tiểu thuyết kia tới khi nào chứ? Ngọc Lan, em nói đâu ra tiểu thuyết chứ? Không thừa nhận phải không? Cái cô hát đại cổ ở huyện Lâm đến Võ Nghĩa hát một lần, anh gian díu giới cô ta ngay. Giờ cô ta cũng đang ở Võ Nghĩa đây này. Không phải Ngọc Lan, em ăn không nói có, nghe nói giới dẫn vậy chứ? Anh quản tôi nghe từ ai sao? Anh thừa nhận không? Ngọc Lan, nếu em có chứng cứ thì em nói ra, không có chứng cứ thì đừng gây sự vô cớ nữa được không? Nói tôi gây sự vô cớ phải không? Anh đòi tôi chứng cứ phải không? Chứng cứ? Chị dâu, chị dâu, bớt giận, bớt giận, bớt giận chị dâu. Bớt giận, bớt giận. Tôi bớt giận cái gì? Tôi không bớt được. Tịch Bách Lệnh, cái tên khốn nhà anh, anh xem anh còn lương tâm không? Chuyện trong phủ từ trên xuống dưới, không phải tôi thu xếp cho anh sao? Anh có xứng với tôi không? Anh có xứng với cha tôi không? Hôm nay tôi chết cho anh xem. Chị dâu, chị đừng kích động. Hai người, cái tên khốn nhà anh, bớt giận nhé chị dâu. Tiểu Thúy nào vậy? Còn ai nữa? Là cái cô hát kịch có đôi mắt cười ấy. Cậu gặp cô ấy rồi. Anh, buổi tối mau chóng đưa cô ấy rời khỏi Võ Nghĩa tránh sóng gió đi. Lần này chị dâu giận thật rồi đó. Anh muốn Tiểu Thúy hay là muốn sống? Như cá mắc cạn. Được rồi, tối nay tôi đưa Tiểu Thúy đi. Đi, đi đi. Cái tên khốn Tịch Bách Lệnh này, tôi không thể nào sống nổi được nữa. Tôi không thể sống với anh ta nữa. Không thể sống nổi nữa. Chị nói cho em hay, Ngọc Lan, em có thể đừng làm loạn nữa được không? Không thể. Được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Chúng ta về trước được không? Không. Vậy anh phải quỳ dán giặt cho tôi. Được, chúng ta quỳ cái gì cũng được. Em xem chúng ta là vợ chồng bao năm rồi, có chuyện gì không thể bình tĩnh bàn bạc được chứ? Bớt giận đi. Tôi chưa xong với anh ta đâu. Tịch đại ca, Tịch đại ca,
Sau khi về nhà thì dỗ chế đi. Thực ra không sao đâu. Vẫn là em hiểu anh. Mau đi đi. Được, anh nhận ý tốt của em. Anh, đi đường cẩn thận. Đi đường cẩn thận. Cảm ơn nhé. Mắc bẫy rồi. Tránh ra. Tránh ra. Anh đã đỡ em rồi. Ngọc Lan. Tôi hỏi cậu, kẻ nào không có mắt nói chuyện của Tiểu Thúy ra? Lắc đầu cái gì? Là tự tôi nói sao? Tôi chán sống rồi sao? Lão đại, anh bớt giận. Tôi lập tức đi điều tra. Đợi tôi điều tra ra được kẻ này, tôi sẽ không mồm hắn lại cho anh. Về tìm mấy anh em. Hôm nay theo tôi đến thành Nam, đưa cô ấy ra khỏi thành. Dân, đưa ra khỏi thành sao? Đưa ai? Họ cố ý thấp giọng, thần thần bí bí. Tôi chỉ nghe được ba chữ này. Ở Dương Gia Lâu, Đông Phương Yến thì thầm với hắn ta. Đúng vậy, không sai. Nếu suy đoán trước đó của tôi là chính xác, Tịch Bách Đệnh và Đông Phương Yến là cùng một ruột với nhau. Bí mật lần này của chúng trù tính, lại là đưa ai ra khỏi thành chứ? Hộ tống hung thủ ra ngoài, sau đó lại âm thầm che đậy hung khí và chứng cứ trong trà thất. Hôm nay lại bí mật lên kế hoạch đưa nghi phạm rời thành. Người này, người chúng muốn đưa đi sẽ chỉ là một người. Hung thủ sát hại anh trai tôi. Không, dựa vào đâu bà ta nổi giận là em phải chuyển đi? Em đã làm lẽ, cũng không giành vị trí của bà ta. Đi thôi cục cưng, em đừng gây thêm phiền phức cho anh nữa. Em không biết tính khí của Ngọc Lan đấy thôi. Cô ấy mà nổi giận lên thì có thể giết hai chúng ta đấy. Em thế này, sau này yên bình rồi, anh lại đón em về. Thúy à, anh chỉ có thể đưa em tới đây thôi. Trên đường cẩn thận một chút. Không, không cho anh đi đâu. Nghe lời đi. Đợi khi nào yên ổn rồi, anh lại đưa em về. Đứng yên, không được cử động. Trưởng quan Kimura, anh thế này là muộn vậy rồi mà trung đoàn chủ tịch không nghỉ ngơi sao? Đúng thế, có chút chuyện riêng. Bắt cô gái đó về cho tôi. Đợi chút. Trưởng quan Kimura, đây là tiểu thiếp nhà tôi. Tôi đưa cô ấy về nhà ngoại. Anh bắt cô ấy làm gì? Tiểu thiếp sao? Trung đoàn trưởng tịch phản ứng nhanh thật. Cô ta có phải tiểu thiếp hay không? Về thẩm vấn là biết ngay. Bắt đi. Từ từ. Cô ấy là tiểu thiếp của tôi thật mà. Thế này, ông chủ Dương, Dương Hữu Tính, có thể làm chứng cho tôi. Đúng vậy, đúng là ông chủ Dương biết chuyện này. Ông chủ Dương sao? Xin lỗi ông chủ Dương, mời ông tới đây là vì có chuyện gấp. Anh biết người phụ nữ này không? Cô gái này sao? Cô ấy là tiểu thiếp của trung đoàn trưởng tịch.
Chuyện từ năm ngoái rồi, vì không tổ chức rầm rộ nên nhiều người không biết. Có điều tôi có thể làm chứng cho anh ấy. Đội trưởng, đã lục soát rồi, không có manh mối gì. Đội trưởng Kimura, cô gái này là người nhà quê, xuất thân trong sạch. Tôi nghĩ không thể là đảng Cộng sản được. Cái gì? Đội trưởng Kimura, ý anh là nghi ngờ Tiểu Thúy là đảng Cộng sản sao? Sao có thể chứ? Là tên khốn nào nói? Nói tôi biết, tôi chém chết hắn. Tịch Bích Lệnh, hay kịch tịch tay to nhà anh. Anh năm lần bảy lượt trêu qua ghẹo Nguyệt, lần này bị tôi bắt tận tay rồi nhé. Anh còn gì để nói hay không? Anh tránh ra cho tôi. Qua đây, qua đây, cô qua đây cho tôi. Ái cái gì mãi? Cái con yêu tinh này. Qua đây, con yêu tinh kia. Để tôi xem hôm nay. Được rồi, người đâu? Đưa cô gái này về ban canh phòng, thẩm vấn xuyên đêm. Lão gia, nói đỡ cho em một câu đi mà, lão gia. Trưởng quan Kimura, anh... Đi cả đường anh không hó hé gì. Anh tỏ thái độ cho ai xem? Sao nào? Anh dụng trộm ở bên ngoài mà còn có lý đúng không? Anh còn có lý đúng không? Được rồi, được rồi. Dụng trộm, dụng trộm. Sắp mất mạng rồi đó. Mà em còn ầm ĩ lên. Hét lên với tôi sao? Anh phản rồi hả? Anh hét lên với ai đấy? Có thôi đi không? Bà cô của tôi ơi, sao em không phân biệt được nặng nhẹ gấp chậm vậy? Chúng ta mà cứ ầm ĩ thế này thì không giữ được cái mạng nhỏ này đâu. Em còn ầm ĩ. Chuyện này không đơn giản như thế. Rõ ràng Kimura Takeshi đang kiếm chuyện. Em nói xem, hắn lôi Tiểu Thúy ra, nói cô ấy là đảng Cộng sản. Hắn làm quá lên, cuối cùng chẳng phải để chỉnh anh hay sao? Sao em không hiểu thế? Em... Kimura Takeshi. Đội trưởng, thẩm vấn được thích cô gái đó, nhưng không thẩm vấn được gì. Dụng hình chưa? Cô ta đã ngất rồi. Đội trưởng thấy thế nào? Không được làm to chuyện lên. Lùi một bước, thả cô ta ra. Cử người đến phủ Tịch Bách Lệnh xin lỗi, nói qua điều tra không có hiểm nghi, và gửi lời xin lỗi vì đã quấy rầy trung đoàn chủ tịch vì chuyện này. Dân, tăng cường nhân thủ, theo dõi chặt chẽ Tịch Bách Lệnh. Chắc chắn Đông Phương Yến và hắn ta có vấn đề. Đội trưởng, tôi cảm thấy Dương Hữu Tính. Trưởng quan Kimura, ý cô là gì? Không có gì. Vô cô. Vô cô. Tôi biết cô không thể buông bỏ chuyện của anh mình. Cô yên tâm đi, có tôi ở đây, Matsushima sẽ không chết uổng đâu. Tôi chắc chắn tìm ra hung thủ, giao cho cô xử lý. Nhưng tôi không muốn gì chuyện này mà ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Đợi khi chúng ta giải quyết xong tất cả mọi chuyện, lập được chiến công, trong quân chương cũng có một nửa của anh cô. Dâng. Tối qua ban canh phòng đưa Tiểu Thúy trở về rồi sao? Đánh cho thôi thớp rồi. Tôi sợ Ngọc Lan lại làm loạn lên, nên đã đưa cô ấy tới bệnh viện Nguyện Lâm rồi. Tôi nói này Dương lão đệ,
Cậu nói xem Kimura Takeshi này cố ý kiếm chuyện hay là chỉ là hiểu lầm thôi? Chúng ta là người một nhà, có chuyện tôi bắt buộc phải nói danh. Khoảng thời gian trước, Kimura hẹn tôi tới ban canh phòng uống trà. Lúc đến, mấy thân tín của hắn đang họp, vừa nhìn thấy tôi thì lập tức giải tán. Kimura Takeshi nói họ đang bàn chuyện tróc nã đảng Cộng sản, nhưng rõ ràng tôi nghe thấy họ nhắc tới tên của anh. Vậy chẳng phải là nhắm vào tôi sao? Cũng không thể dễ dàng đoán định như vậy. Nhưng anh à, Kimura Takeshi là người ác độc, anh không thể không phòng được. Được rồi, tôi phải đi đây. Đừng để tai mắt của Kimura nhìn thấy, rồi lại vẽ ra chuyện âm mưu gây rối. Có chục cái miệng cũng không thể nào thanh minh được. Anh cũng cẩn thận đấy. Một khi đã rạn nứt thì Tịch Bách Lệnh và Kimura sẽ kiêng kỵ nhau hơn. Trương Thái Công câu cá, người tình nguyện mắc câu. Tôi thấy chúng ta không đổ thêm dầu vào lửa, sớm muộn gì họ cũng đánh nhau. Đúng vậy, đốt lửa to một chút, đun nước nóng thêm một chút, chính là đạo lý này. Nhưng mọi người nói xem, Tịch Bách Lệnh coi ông chủ là anh em, nhưng ông chủ thì sao? Bề ngoài xưng anh gọi em, thực tế là lúc nào cũng đâm chọc người ta. Có phải chúng ta làm cũng quá đáng quá không? Thế thì cậu không hiểu rồi. Hữu Tính đang giúp anh ta bỏ tối về sáng, đỡ cho anh ta mang tiếng xấu muôn đời. Không biết chừng cuối cùng anh ta còn phải cảm ơn Hữu Tính ấy chứ. Yến Tử, tài nghề nấu nướng có vài đạo lý, cô muốn nghe không? Đạo lý gì? Thực phẩm trong thiên hạ đều là một đôi, âm dương hài hòa. Ví dụ như món xuyên và món quảng, nóng lạnh, khô ướt, cay tê, chua ngọt, những thứ này đều là hài hòa. Có vài thứ không thể cố ghép vào với nhau được. Ví dụ như cô thích ăn cua, tôi và Hữu Tính thích ăn cà chua. Cua và cà chua kỵ nhau nên không thể cố ghép vào với nhau được. Chị Bạch Lộ, có nhiều quy tắc như vậy sao? Nhưng từ nhỏ em đã xông pha giang hồ, không cầu kỳ như thế, cái gì ăn cũng được hết. Đúng vậy, Yến Tử muốn ăn gì thì ăn nấy. Muốn ăn cà chua, tôi lên núi hái cho cô. Muốn ăn cua, tôi xuống biển vớt cho cô. Không nhìn ra La Thành không chỉ là mọt sách, lại còn là cao thủ nói lời đường mật đấy. Ăn cơm cũng không chặn được miệng của anh. Trung hiếu giới thiên hoàng, trung hiếu giới thiên hoàng là vinh dự vô thượng, là vinh dự vô thượng. Tốt, bài học hôm nay kết thúc. Đưa lũ trẻ về đi. Dừng. Từ từ thôi, từ từ. Về thôi, về thôi. Đừng vấp ngã đấy. Điện hạ, đội trưởng Kimura và trung đoàn trưởng tịch tối qua xung đột với nhau. Chuyện này cả Võ Nghĩa đều biết. Ngài thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Ta đã nghe nói rồi, hai con khỉ này đúng là không thể khiến người ta bớt lo được. Có điều hai người họ đấu tranh với nhau, ta thấy yên tâm hơn là hòa thuận với nhau. Là người thống trị cần phải công bằng với cấp dưới, họ có kiêng kỵ, ta mới có thể thống trị lâu dài được. Vậy thì truyền lời xuống, ngày mai gửi thiệp mời, mời họ tới hành cung dùng bữa. Đến cả Dương Gia Lâu mời ông chủ Dương, bữa này để cho anh ta làm. Dân.
Tối qua Tịch Bách lệnh về phủ, cả sáng hôm nay cũng không ra ngoài. Phủ hắn có dấu vết triệu tập thuộc hạ không? Tạm thời không có, rất yên tĩnh. Lùi một bước để tiện đánh trả, không được lơ là. Dân. Báo cáo. Vào đi. Điện hạ cử người gửi thiệp mời tới. Tối nay điện hạ mở tiệc, mời tôi và Tịch Bách lệnh cùng tới. Nhất định tối qua ngài đã nghe được chuyện gì đó rồi. Thế này, buổi tối mang thêm nhiều người một chút, phòng Tịch Bách lệnh gây chuyện, chúng ta dễ tùy cơ ứng biến. Thêm nữa, đừng nói lung tung trước mặt điện hạ. Dân. Phiền trở về cảm ơn điện hạ thay tôi. Dân. Đúng vào lúc này cô Mát Sư lại mời anh và Kimura Takeshi cùng ăn cơm. Đây là muốn làm người quà giải sao? Đúng là phụ nữ. Cái gì mà người quà giải chứ? Cô Mát Sư và Kimura Takeshi như nhau. Nếu thật sự xảy ra chuyện, cô Mát Sư đứng về phía anh được sao? Rõ ràng là một bữa tiệc hồng môn. Đóng cửa đánh chó rồi. Trong cái vẻ sợ sệt của anh kìa, cả ngày chỉ biết sợ bóng sợ gió. Mới vậy thôi anh đã không dám ra ngoài rồi. Em thấy có ngày người ta chưa kịp làm gì anh đã tự sợ chết khiếp rồi. Anh nói thôi đi rồi mà. Giờ chuyện đã nghiêm trọng tới mức này rồi, em có thể đừng gây thêm phiền phức cho anh được không? Đại ca, có cần tôi gọi hết anh em về không? Bây giờ vẫn chưa tới mức đó. Cậu xuống trước đi. Để tôi nghĩ cẩn thận đã. Đi đường cẩn thận. Lục Tử, đến chợ với tôi một chuyến. Bữa tiệc hôm nay điện hạ tổ chức, chúng ta không thể cẩu thả được. Được. Dương lão đệ. Anh đây là. Tôi tìm cậu khổ sở quá. Chuyện là thế này. Tôi nghe nói tối nay cô Mát Sư bày tiệc, mời cậu làm đầu bếp. Hắn cũng mời tôi và Kimura Takeshi. Cậu nghĩ hắn có ý gì chứ? Anh cũng nhận được thiếp mời sao? Đúng thế. Vậy tối nay anh định dẫn theo bao nhiêu người tới? Cậu ý là sao? Người anh em, chúng ta là anh em với nhau. Nếu cậu có chuyện gì thì không được giấu tôi đâu đấy. Tin tôi nhận được, tối nay điện hạ muốn tổ chức lớn, ít nhất là chục bàn. Đến lúc đó người trên ăn mâm trên, kẻ dưới ăn mâm dưới. Kimura Takeshi này mang theo không ít anh em ở bang canh phòng, cùng hắn tới dự tiệc. Tôi hiểu rồi. Vậy cảm ơn Dương lão đệ, tôi đi trước đây. Ông chủ, anh ta xem ra không ngồi yên được nữa. Đại ca, chuyện hôm nay anh nhất định phải nghe anh em. Tôi dẫn theo các anh em đi bảo vệ anh. Một khi Kimura Takeshi làm khó, chúng ta còn đối phó được. Chẳng phải chỉ đi ăn bữa cơm thôi sao? Không có gì to tát cả. Nhưng các anh em, cậu nhìn họ mà xem, đây là đang làm gì? Đây là đi ăn hay là binh biến chứ? Nếu thật sự đánh, mạng của các anh em không phải là mạng sao? Tịch Bách lệnh tôi, hôm nay không tin. Tôi đi một mình, tôi xem chúng làm gì được tôi. Các anh em,
Bây giờ mọi người về cả đi. Không nghe thấy lời tôi nói sao? Nghe khẩu lệnh của tôi, về hết đi. Chu Phó Quan, tôi cảm thấy không có gì to tát cả. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nhớ, nhất định phải thay tôi chăm sóc tốt cho chị dâu cậu và các anh em. Hiểu chưa? Nhờ cả vào cậu đấy. Anh hiểu cho các anh em, nhưng Quân Nhật có hiểu cho anh không? Không có gì, chỉ ăn bữa cơm mà thôi. Ở dưới mái hiên của người khác, không thể không cúi đầu được. Phó quan, chuẩn bị xe. Điện hạ, hôm nay điện hạ sắc mặt đỏ hồng, vui vẻ, thoải mái, nhất định là tâm trạng cực tốt. Tịch Bách Lệnh ở đây chúc phúc điện hạ sức khỏe an khang, vạn phúc vạn phúc. Trung đoàn trưởng tịch, sau này không cần phải quỳ bái như thế này đâu. Dần dần, tôi thấy ông nói một đằng, nghĩ một nẻo ấy. Đội trưởng Kim mới ra. Điện hạ, đã đến đông đủ chưa? Đã đến đông đủ, nhập tiệc. Trung đoàn trưởng tịch, tại sao lại ngồi bên đó? Ngồi đi. Cảm ơn điện hạ. Bây giờ chỉ đợi món ngon của ông chủ Dương mà thôi. Ông chủ, nhân vật chính đã đến đủ rồi. Sao hôm nay nhiều món nguội vậy? Trận thế này, tối nay có thể thêm chút lửa, giảm nhiệt cho họ. Ông chủ Dương, lần này khiến anh nhọc lòng rồi. Điện hạ hiếm khi mở tiệc, tôi làm thêm nhiều một chút để góp vui. Tất cả món ăn hôm nay đều tính cho Dương gia lâu tôi, vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh. Đội trưởng Kimura, trung đoàn trưởng tịch, chư vị, những ngày này vì võ nghĩa mọi người vất vả rồi. Ở đây ta kính mọi người một chén. Cảm ơn điện hạ. Điện hạ từ từ thưởng thức. Chư vị từ từ thưởng thức. Ngồi đi. Đội trưởng Kimura, trung đoàn trưởng tịch, hai vị có công trong việc diệt loạn đảng. Ở đây ta kính ngài một chén. Không dám. Điện hạ, những chuyện này đều là trung đội trưởng Kimura bài mưu tính kế. Chẳng qua tôi cũng chỉ làm trợ thủ thôi. Sao ta nghe nói tối qua hai người có chút da chạm nhỏ. Điện hạ, chỉ là chút hiểu lầm mà thôi. Tôi đã xin lỗi giải thích trung đoàn trưởng tịch rồi. Ban canh phòng của tôi làm việc đường đột, trung đoàn trưởng tịch đã đắc tội rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Điện hạ, là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm mà thôi. Ngài đừng nghe người khác nói lung tung. Tôi và đội trưởng Kimura là vô cùng đoàn kết, sao có thể có gia chạm chứ? Tin ta nghe được là đội trưởng Kimura nghi ngờ trung đoàn trưởng tịch có liên quan tới cái chết của Matsushima. Matsushima vi phạm quân kỷ, lén dùng ma túy, loạn lòng quân, là sỉ nhục của đế quốc. Vụ án của hắn dừng lại ở đây thôi, không cần mở rộng điều tra nữa.
Dân. Điện hạ, anh trai tôi tận trung tận nghĩa, một lòng trung thành. Ngài không thể nói anh ấy như vậy, hỗn láo. Ở đây không có chỗ cho cô nói chuyện. Người đâu? Lôi ra ngoài, đánh 20 rồi. Điện hạ, sao vậy? Ta không thể phạt cấp dưới của anh sao? Không phải, tôi không có ý này. Không nghe thấy lệnh của điện hạ sao? Lôi ra ngoài, đánh. Ông của Dương,